Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi nâng cấp cho em Shoko Hian của mình lên được 10 sao. Vì lúc nãy vừa chiêu mộ ra đâu đó là được một em. Nói chung là chiêu mộ tầm mấy chục vé thôi thì ra. Lúc đấy mình tưởng là thôi còn 30 vé vào chiêu mộ tí xả luôn cho hết ngày thì ai ngờ ra. Thế là thôi, lại vào quay clip luôn. Nâng cấp được em nó lên 10 sao để xem là sức búp của nó như thế nào anh em nhé. Nhưng mà đầu tiên là vẫn phải đi nâng cấp phôi cái đã anh em ạ. Không biết là trong đội hình của mình bây giờ có em nào có thể nâng cấp được lên, bởi vì là từ 9 sao lên 10 sao là cũng cần một số những cái loại phôi nó ôi giời ơi phết anh em ạ. Ngâm cứu qua tí anh em nhé. Rice, phòng thí nghiệm dị năng này. Bên kiểm soát xem nào. Phôi 6 sao đúng không? 6 sao thì tạm thời mình cứ nâng cấp mấy em lên 5 sao cái đã. Còn một em này, hết rồi. Bây giờ thì sẽ nâng cấp cái thằng to ghè này lên 6 sao. Ok, cho nó đi luôn nha anh em ơi. Rồi, lên 6 sao này, dưới này thì hết phôi rồi. Check qua xem nào. Ây à, nhiều mây mây nhỉ. Mây mây các kiểu luôn ạ, nhiều thế. Rồi bên này thì sao? Bên kiểm soát thì hơi ít phôi. Còn mấy anh già này thì để lại này. Bên tốc độ thì cũng nhiều. Ôi, thằng Yucho nhiều thật đấy. Ui dồi, Elso, Panda các kiểu nữa. Bên tốc độ này nhiều phôi này. Thế khả năng là mình sẽ dùng ở bên tốc độ để nâng cấp lên một phôi 9 sao nữa anh em nhá. Thằng Eso này nó nhiều này. Nita Arata mình chả chơi thì ghép luôn. Tiếp tục. Bây giờ quay trở về nâng cấp nó lên 7 sao anh em ạ. Eso. Đây rồi. Thằng BD này. Bờ ao này. Tiếp tục đấy. Uầy, dưới này có Nanami nhiều chưa anh em? Căng không? Eso này. 7 sao. Phát nữa này. Đây này, mình cũng nâng cấp được khá khá phôi 6 sao ở sẵn đây rồi đấy. 8 sao này. 9 sao là cần tận 4.000 cái thuốc tiến hóa cơ. Nhưng mà không sao. Panda cho vào nha anh em. Ok. Chưa thôi. Chọn. Và một phôi 6 sao nữa, tiếp tục là Panda thôi. Và như vậy là mình đã có thêm một phôi ESO 9 sao. Thì với phôi này thì mình vứt vào cho em Heian Shoko. Shoko Heian là lên được 10 sao liền anh em nhá. Nhìn trông cái thằng ướt nẹo. Cú thực sự luôn nha. Rồi, bây giờ là đến lượt Shoko Heian nào. 9 sao thì sẽ cần một phôi 6 sao cùng hệ và một phôi 9 sao bất kỳ. Vứt vào này. Phôi 9 sao có ESO đây rồi này. Và cần 10k thuốc tiến hóa anh em nhá. Nâng cấp lên thì skill được lên level 3. Perfect luôn. Lực chiến tổng của mình đạt 180 vạn rồi. Ngon nha anh em. Anh em thấy như thế nào? Bộ trang bị của mình thì tạm thời cứ đeo này đã, bởi vì nó đang có full buff à. Bây giờ thay đổi lung tung thì nó lại không có buff mấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi test thử một tí nha. Xem là đánh boss biết các kiểu thì em sẽ coi ăn buff như thế nào nào. Đấy, có buff này nhưng mà máu không mất nhiều lắm nên thành ra là chưa kịp xem chất lượng buff của em này nó có hơn chưa nha. Thì chắc chắn là hơn rồi. Và với cái khả năng chiêu 3 của nó thì nó sẽ tăng được lên cơ. Nhưng mà bây giờ thì chưa sử dụng được chiêu 3 tí nào cả. Bây giờ là Hana buff lên. Vâng, chiến sát thương các kiểu. Nhưng mà trận này thì Gonzo giành chiến thắng rồi. Do là con boss kia thì nó hơi cùi. Thế cho nên là cũng chưa xem được sức mạnh thực sự của Shoko Heian. Thì tí nữa mình sẽ test lại nha anh em. Thôi thì bây giờ mình sẽ vào trong phần đấu trường đi. Để test trong đấu trường có vẻ là nó sẽ chính xác hơn anh em ạ. Xem tình hình đánh đấm trong đấu trường như thế nào anh em nhá. Sukuna này. Đây đánh với bạn yêu lực thì cũng bình thường, khá là thấp thôi. Ok. Ok. Vâng. Gojo thì vẫn liên tục là xả skill đánh thường. Và ui, Shoko Heian thì mình cảm giác là con này cái nào hơn rồi đấy anh em ơi. Khi mà khả năng buff của nó khá ổn, kết hợp thêm một em linh thú có khả năng hồi máu này anh em nhá. Sukuna này. Ui, Sukuna team bạn thì cào khá gắt. Nhưng mà chưa ăn thua. Đấy, Maki thì mình thì đánh cũng tạm được. Đây là trong phân khúc mà lực chiến yếu thôi. Và Gojo Heian thì như thế. À, Gojo thường thì một vã. Team bạn đi rồi nhưng mà bởi vì là lực chiến của bạn này hơi thấp. Đấy, nói thật là như vậy. Test thử với một vài bạn nữa xem như thế nào anh em ơi. Chiến thắng luôn này. Xem có bạn nào mà lực chiến tầm 1 triệu 5 cho đến 1 triệu 8 giống như mình không. Thì lúc đấy nó sẽ dễ dàng để test hơn. Còn mấy cái bạn mà yêu lực dưới phân khúc một tí thì mình sẽ ấn bỏ qua. Bỏ qua hoạt cảnh chiến đấu này 1 triệu mốt à.
1 triệu mốt thì cũng bỏ qua đi. 1 triệu 4 này, 1 triệu 4 đánh thử tí nhỉ. Rồi, đây. Khi bạn ủng hộ Gojo Heian, và đặc biệt là bây giờ mình thấy em Hana đặc vụ thì được ưa chuộng rất là nhiều. Do là có khả năng phản công kết hợp với cả sự trâu bò của em nó nữa thì luôn luôn là được xếp vào hàng trên anh em nhé. Và Gojo bên mình thì có sử dụng skill Mộc Mân Thua đấy, biết ngay mà. Hana đặc vụ thì bạn tiếp tục là phản đòn, và Gojo thì bạn cũng trả đòn này. Đó, canh chưa? Liên tục là phản công. Thì bạn ấy cũng có Shoko Hian và em nó đang búp lên, thì mình có Hana cũng búp lên chia sát thương. Và bây giờ thì Shoko Hian của mình đã búp phát đầu tiên mà hồi được khá là nhiều máu này. Thần thú thì cũng có búp máu lên rồi, team bạn thì có Yuta, nhầm, Megumi Tử Linh đúng không nhỉ? Hình như vậy. Và bây giờ thì Gojo tự mình sử dụng quả ulti đi. Trời ơi, à không phải team bạn nha, nhưng mà team mình vẫn chống chịu được anh em ạ. Ok, Hana đập vào team bạn. Sử dụng một quả búp lên nhưng mà mình chưa rõ skill đấy là gì luôn. Vâng, Sukuna thì mình có một quả cào khá là đau và khiến đi team bạn đã mất đi một thành viên. Sokoyaman team bạn thì có búp hồi sinh lên cho Nita Arata. Cày quá anh em ơi, và bây giờ thì Gojo team mình đã được sử dụng quả skill rồi anh em ơi. Và team bạn đã phải nằm xuống luôn anh em nhé. Sự sát thương đến từ Gojo vẫn cứ là ok, là nếu như mà có khả năng bảo kê đến từ em Sokoyaman nữa thì quá là tuyệt vời cho Gojo rồi. Mình check qua xem nào. Hiện tại thì em Maki này, Sukuna này, Shoko Hian của mình, Hana. Ồ, nhưng mà mình thấy là em Shoko Hian là tốc độ hơi thấp này. Chỉ mới có nhanh nhẹn nhé. Nhanh nhẹn thì mới có 1.326 và nâng cấp lên được nữa thì khoảng 199 thì mới lên được hơn 1.003 tí. Hy vọng rằng là với tốc độ cao hơn thì em Shoko Hian có thể búp được nhiều hơn nha. Tại vì mình thấy là em Shoko Hian này phải cần nhất là tốc độ đấy anh em ơi. Ngoài khả năng chống chịu giam đó còn cần tốc độ nữa. Nếu như mà tốc độ không có để mà búp lên á thì chết dở anh em ạ. Cứ đứng như trời trồng thế thì chết. Rồi tiếp tục là vào đấu trường này, mình có thể là test thêm một vài trận nữa anh em nhé. Xem đánh đấm như thế nào đây, có ổn áp hơn hay không đây. Rồi. Ok này. Đấy, nhiều bạn chơi Hana đặc vụ ghê á. Thì bạn này xếp theo đội hình chữ T. Ok. Ây à. Maki thì mình là bắt đầu thấy đuối sát thương rồi đấy. Anh em có thể thấy là nếu như Maki mà trong cùng phân khúc lịch chiến tầm level 194 một kẻ địch nó cũng tầm đấy á, thì sẽ rất là khó để cho Maki nha. Không còn khỏe như ngày xưa nữa. Thì mình cũng đang dần dần để thay thế Maki ở một em khác. Tuy nhiên là chưa có đủ phôi anh em ơi. Sukuna thì mình có nộ lên một tiêu diệt em Todo team bạn rồi. Toji team bạn thì có khả năng khóa skill đấy. Hốn phết. Vâng, 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 Sukuna thì đánh cá gắt này. Tiếp tục là sử dụng ulti nhưng mà không đau tí nào đến thêm Maki. Gojo, sử dụng quả ulti đi. Xem sức sát thương như thế nào nào. Ôi dồi ôi, team bạn vẫn còn nguyên một hàng đằng trước. Tuy nhiên là có thêm một điểm nộ, thành ra là được sử dụng ulti một phát nữa. Và liệu rằng có kết lợi team bạn hay không này? Câu trả lời là có nha, à chưa nha. Bởi vì vẫn còn đó, chính là em Toji. Và bây giờ thì Shokoyan của mình là có búp lên. Sau này thì mình chưa tử eo ai cả, thế cho nên được hồi máu cho Maki. Em ơi, Maki được hồi nhiều máu quá anh em ơi. Được của nó. Không thể tin được. Khả năng chiêu 3 đấy, anh em có thể nhìn thấy rồi đấy. Nếu như mà hồi sinh không ai thì khả năng hồi máu nó bùng búp lên rất rất nhiều anh em nhé. Ngon lành cái nào luôn. Wakanda. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái bảng xếp hạng lực chiến đi. Để xem là bạn top 4 ở bên mình là lực chiến là 2 triệu đúng không? Mình sẽ đánh thử bạn này xem như thế nào nhá. Bạn ấy vẫn xám Yuki. Ai à, Sukuna của bạn ấy là 280 và với một pha đánh thường thôi là có thể thấy hàng dọc với mình là gần hẹo luôn anh em nhá. Càng quá anh em ơi. Ok này. Maki thì có sử dụng skill nhưng mà không ăn thua và đã phải nằm xuống trước sự phản đòn đến từ em Hana đặc vụ của team bạn rồi. Và liên tục là phản đòn đến từ em Hana đặc vụ cực kỳ là khó chịu luôn nha. Và Shoko Hian thì có búp lên. Rồi, Hana thì có sử dụng skill nhưng mình đã phản đòn còn đau hơn. Em bò team bạn thì cũng có búp máu, bò bên mình thì cũng búp luôn. Và Yuki team bạn đi pha ulti đây. Có bảo kích cao quá, may quá là có khả năng chiến sát thương với team Hana thì thành ra là vẫn còn sống nguyên anh em nhá. Và Sukuna team mình có khả năng. Ui dồi, ui đánh đúng em Hana đặc vụ, bây giờ bị nó phản đòn cho kìa, còn đau hơn ạ. Gojo team bạn thì có sử dụng quả skill ulti đầu tiên. Và thế là chỉ còn lại 2 thành viên thôi. Sukuyan phải nằm xuống rồi anh em ơi. Thế này thì lấy đâu ra khả năng hồi sinh đây? Tầm này thì Gojo vẫn là bá đạo quá. Và bây giờ Gojo team mình có khả năng sử dụng ulti đầu tiên.
liệu rằng là có cái lưu đây hay không. Câu trả lời là có cái lưu được em Gozo team bạn luôn. Gozo team bạn thì thủ khá là yếu, máu khá là giấy, thì cho nên là nằm xuống đầu tiên. Và bây giờ thì pha ulti thứ hai, ôi hay quá anh em ơi, cái lưu gần hết team bạn luôn rồi, chỉ còn lại ông Yuki. Thế này làm sao bạn được Gozo team mình đấy. Một pha đi luôn anh em ạ. Ok rồi, rồi ngon lành thế nào luôn anh em ơi, thắng luôn anh em nhá.